Chào mọi người đến trang hồ Phạm Shop nha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người cái đầu chia HDMI. Một ra 2. Nó là hỗ trợ 2K60Hz. Nó dùng để kết nối hai thiết bị nha, nhưng mà không cùng lúc nha. Mọi người lưu ý giúp em là không kết nối hai cổng cùng một lúc tại một thời điểm. Nó chỉ kết nối một HDMI vào và một HDMI ra nha. Ứng dụng của nó thì dùng kết nối một màn hình với hai thiết bị, nhưng mà không cùng lúc. Và kết nối một thiết bị với hai màn hình, dùng chiều ngược lại luôn, nhưng mà cũng không cùng lúc luôn. Tại một thời điểm thì nó chỉ dùng được một cổng nha. Sản phẩm nhỏ gọn, chất liệu của nó là nhôm nha. Sản phẩm cũng được bảo hành bằng tem 3 tháng, 1 đổi 1 nếu như lỗi từ nhà sản xuất nha. Rồi, mọi người cần thêm thông tin gì thì liên hệ lại shop để được hỗ trợ về kỹ thuật nha. Em chào mọi người ạ.